Chị em bảo nó hay ngay từ đầu, em vẫn bảo nó hay còn gì nữa. Đúng chưa? Quá phê luôn. Thì đấy, em bảo thế. Xin mời anh vòng nước. Mà phải cho mình có con bê mới đẻ bán nào em ơi. Bê bán thế, ông bà dưới kia bán rồi. Ai vừa gọi nhỉ? Đi vào hỏi lại cho nó, đi lên vào đây vào 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 tình cho nó. Ai gọi? Số bao nhiêu? Cái số đít 040. Cái số cuối. Không, không phải. Thế thì anh xem lại, anh gọi lại đi. Anh gọi lại cho nó để em nghe cho nó đang ở đâu. Gọi thì nó bom anh rồi. Không, tại vì mình bắt ở khu này nhiều mà có số đấy, anh nghe con đấy giọng như được không đấy. Vừa ngủ đấy, vừa thúc. Vâng, nhà mình ở chỗ nào thì bác nhỉ? Đến cổng, qua cổng chạy thúng rồi.